Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc học và làm theo bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Yên với nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến. Mạnh dạn phát triển kinh tế để thoát nghèo, làm giàu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Cường, công dân thôn Lị 23, xã Cam Cọn huyện Bảo Yên là một trong những điển hình như thế. Rời quê hương Nam Định lên mảnh đất cam cọn lập nghiệp, sau nhiều năm miệt mài cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng, đến nay gia đình ông Cường đã gây dựng được mô hình vườn ao trường rừng khá quy mô với trên 5 hecta quế từ 1 đến 8 năm tuổi, 2 hecta cây ăn quả, 6 mẫu ao thả cá, đàn gà từ 700 đến 800 con. Trừ các chi phí, mỗi năm gia đình ông cũng thu được khoảng 300 triệu đồng. Lúc nào cũng phải học hỏi tâm gương hồ chủ tịch. Việc gì thành công, làm kinh tế, cái cây gì mà nó không có cái hiệu lực thì ta lại phải chuyển đổi. Việc xã hội thì xã hội cần gì, có thể tôi giúp được, tôi vẫn giúp. Là hộ tiên phong trồng cây ăn quả tại thôn Lị 23, ông Cường đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhiều hộ khác trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo nương sắn nương ngô sang trồng bưởi, trồng hồng không hạt. Khi bà con khó khăn về vốn để sản xuất, ông cũng sẵn sàng cho vay và không tính lãi. Gia đình ông Cường phát triển kinh tế rất là mạnh là được đối với bà con nhân dân ông bà cũng giúp đỡ một số hộ gia đình, ví dụ như là cho vay tiền để phát triển như mua các con vật nuôi, ông bà ấy cũng rất là hòa thuận với bà con làng xóm, làng giềng. Không còn phải lo nhiều về kinh tế, gia đình ông cường có điều kiện để đóng góp cho thôn bản quê hương, tiêu biểu như việc hiến đất làm đường hay đóng góp tới vài chục triệu đồng để cải tạo đường trục thôn những việc làm tùy rất bình dị ý nghĩa được quần chúng, nhân dân trân trọng, học tập và làm theo. Chúng tôi đánh giá đây là một cái hộ gia đình tiêu biểu hơn các gia đình khác, không chỉ là bởi vì là phát triển kinh tế mà hộ gia đình ông Cường thì còn rất tích cực tham gia vào xây dựng nông thôn mới. Hộ gia đình ông Cường thì cũng đã ủng hộ 60 triệu để tu sửa lại cái đường bê tông của thôn khi mà thấy là đường đi lại rất là khó khăn ông nguyễn văn cường đã được tặng nhiều bằng khen giấy khen của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân huyện và cấp ủy chính quyền địa phương những tấm gương điển hình như thế đã góp phần mang đến sự trù phú ấm no mở ra tương lai tươi sáng cho giải đất bình yên ven sông cam cọn bảo yên